Trên hành trình khám phá thế giới đồng hồ, không gì có thể so sánh được sự tinh tế và đẳng cấp của một chiếc Rolex. Mỗi một chiếc đồng hồ Rolex đều là một tác phẩm nghệ thuật đích thực, được chế tác bởi những nghệ nhân điêu luyện và kỹ thuật bậc thầy. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của sự độc đáo là vẻ đẹp khảm xà cừ trên mặt số của các chiếc Rolex. Vân xà cừ trên chiếc Rolex Cosmograph Daytona 126589 RPR không chỉ là một dấu ấn, mà còn là biểu tượng của sự hoàn mỹ và đẳng cấp. Mỗi một chiếc đồng hồ được khảm xà cừ trên mặt số của Rolex đều là một sự đặc biệt độc nhất bởi vân xà cừ có 102. Chiếc Rolex Cosmograph Daytona 126589 RPR cũng vậy. Nó mang trong mình vẻ đẹp của Mother of Pearl, một vẻ đẹp được hình thành trong tự nhiên, chứa hơi thở của sông nước, trải qua nhiều công đoạn đòi hỏi sự công phu, từ các công đoạn chọn lọc đến những lần chạm cận tỉ mỉ trên lớp khảm xà cừ. Các nghệ nhân nhà Rolex đã cho ra đời tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp khiến các quý ông không thể nào rời mắt. Nhưng sự đẳng cấp của một chiếc đồng hồ Rolex không chỉ dừng lại về bề ngoài. Bên trong của chiếc đồng hồ này là một bộ máy tự động Rolex Calibri 4130 đảm bảo sự chính xác và bền bỉ vượt trội, làm nổi bật thêm vị thế đẳng cấp của chủ nhân. Trang bị dây cao su và dây Oyster, Rolex Cosmograph Daytona 126589 RPR không chỉ là biểu tượng của phong cách, mà đây là còn sự tiện lợi, linh hoạt trong sử dụng hàng ngày. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.